răng thỏ có đẹp, có tốt không? Và có nên làm răng thỏ trong những trường hợp răng sứ thẩm mỹ hay không? Hãy xem đến hết video này nhé. Và nếu các bạn muốn làm những chiếc răng thỏ để trông trẻ trung và xinh xắn hơn thì hãy xem kỹ video này đi và cân nhắc trước khi làm răng thỏ nhé. Và răng thỏ là gì? Răng thỏ là những cái chiếc răng cửa, hai răng cửa ở răng hàm trên. Nó sẽ có chiều dài hơn hai răng bên cạnh từ 1 đến 2mm. Nó khiến cho nó nổi bật giữa cái cung hàm chúng ta. Và kích thước của nó cũng sẽ to hơn nhiều so với răng bên cạnh. Và những người mà có răng thỏ thì nhìn gương mặt khá là trẻ trung, tinh nghịch, khá là xinh xắn. Và đó là hình ảnh về mặt nhân tướng học. Còn về mặt chuyên gia như bác sĩ Cường thì trước hết là răng thỏ như vậy nó sẽ chiếm nhiều không gian hơn trên cung hàm. Rất có thể nó sẽ khiến cho hai răng bên cạnh của bạn bị mọc chen chúc, hoặc nó sẽ khiến cho mất cân đối về mặt thẩm mỹ giữa răng cửa so với răng bên. Ngoài ra thì cái việc mà răng của bạn bị chen chúc phần răng cửa này rất có thể là dẫn đến cái tình trạng sâu răng, hoặc là chúng ta muốn làm đều răng thì sẽ cần phải niềng răng nhé. Thế nên là răng thỏ nếu mà các bạn để ở trạng thái tự nhiên, nó có thể trông trẻ trung tinh nghịch, nhưng mà nó cũng có thể là nguyên nhân khiến cho răng của chúng ta bị khấp khểnh. Nên chính vì vậy là các bạn có răng thỏ mà hai răng bên cạnh bị mọc chen chúc vào nhau hoặc mọc thiếu chỗ thì hãy qua nha khoa để chúng ta được thăm khám điều chỉnh rõ hơn nhé. Và bác sĩ Cường cũng có niềng răng cho rất nhiều bạn răng thỏ, nhưng mà không những là các bạn ý răng cửa là răng thỏ mà các răng ở bên cạnh cũng là răng thỏ hết, nên là cái cung răng của các bạn ý đã bị mở rộng ra rất là to và các bạn bị hô ra phía trước. Điều này khiến cho cái hình ảnh nó rất là bị mất thẩm mỹ. Nên là sau khi mà bạn niềng răng xong thì bác sĩ Cường đã tặng thêm một cái combo nữa là tạo hình, tái tạo lại những cái chiếc răng thỏ này để cho nó trở về cái trạng thái bình thường. Và để giảm đi cái tình trạng sâu răng thì bác sĩ Cường đã bôi sử dụng những cái sản phẩm để mà chống sâu răng cho các bạn ý, và để khiến cho những chiếc răng thỏ to vượt cỡ khổng lồ này trở về bình thường, và ngoài ra còn chống được cái tình trạng sâu răng và hình thể nó sẽ là đẹp và thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Tiếp theo là về chức năng ăn nhai. Những chiếc răng thỏ này thường là sẽ có lực, sẽ có phần chân răng to khỏe hơn so với răng thông thường, nên là cái lực ăn nhai cũng sẽ tốt hơn. Nhưng các bạn hãy chú ý, cái việc nó to hơn thì nó sẽ có thể chiếm nhiều chỗ trên cung răng hơn, và nó khi mà ăn nhai ở cái phần răng phía dưới rất có thể nó sẽ có cái lực tác động nhiều hơn đến cái phần răng cửa hàm dưới và có thể gây mòn răng nếu mà trong trường hợp mà cái phần khớp ăn nhai này không được ổn định. Và yếu tố thứ ba nữa, với những trường hợp mà răng thỏ, đó là nó có kích thước to hơn, nên là nó khi mà chúng ta bị va chạm, không may bị va chạm hoặc là bị chấn thương, thì cái phần mà bị tác động hay gặp nhiều nhất đó chính là phần răng cửa. Nếu là chúng ta có những chiếc răng thỏ như này thì rất có thể là chúng ta sẽ bị chấn thương ở cái vùng răng thỏ này. Và điều này thì sẽ rất có thể là chúng ta sẽ bị lung lay, bị hỏng hoặc là bị rụng mất chiếc răng thỏ này các bạn nhá. Và như vậy là các bạn có thể thấy là có nên là làm răng thỏ hay không trong trường hợp mà bạn làm răng sứ, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta có cái khe thưa ở răng cửa, chúng ta muốn đắp cho cái răng nó dài hơn, to hơn một chút để là cho nó trở về dáng răng thỏ, đúng không nào? Nhưng mà các bạn hãy cân nhắc nhá, không có gì tốt bằng cái sự hài hòa cân đối giữa các răng hàm trên so với hàm dưới, và giữa chính cái răng cửa so với các răng bên cạnh. Điều đương nhiên là nó sẽ to hơn so với hai răng bên cạnh rồi, nhưng mà nếu mà nó to, kích thước nó to quá, nó dài quá thì rất có thể nó dẫn đến những cái hậu quả như bác sĩ Cường đã chia sẻ. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về răng thỏ thì hãy để lại bình luận bên dưới bác sĩ Cường, hoặc có thể nhắn tin cho bác sĩ Cường qua số điện thoại là 0979 289 678. Bác sĩ Cường xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký kênh bác sĩ Cường để chúng ta được gặp nhau nhiều hơn nhé. Xin chào.